Theo số liệu của Tổng cục Thống kê và Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, sản lượng tiêu Việt Nam đạt khoảng 240.000 đồng một tấn, chiếm gần 48% sản lượng tiêu thế giới. Tính chung, 4 tháng đầu năm 2018, Việt Nam xuất khẩu gần 87.000 tấn, đạt gần 307 triệu đô la Mỹ, giảm đến 34%. Theo Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam năm 2017 là năm giá tiêu giảm thấp nhất trong 10 năm trở lại đây và dự báo mức giá năm nay cũng không thể khá hơn nguyên nhân chủ yếu là cung vượt cầu quá lớn. Lượng hàng tồn kho của Việt Nam hiện nay khoảng 160.000 tấn, đủ cung cấp 20% nhu cầu sử dụng của thế giới trong vòng một năm. Cộng thêm nguồn cung từ các nước sản xuất tiêu vẫn duy trì ổn định. Như vậy, cho dù Việt Nam nước sản xuất hồ tiêu lớn nhất thế giới, nếu mất mùa thì cung toàn cầu năm 2018 vẫn sẽ cao hơn năm 2017 khoảng trên 30.000 tấn. Trong khi tiêu thụ toàn cầu chỉ tăng khoảng 2,6% mỗi năm, tương đương 10.000 tới 12.000 tấn điều này sẽ tạo áp lực trực tiếp khiến giá hồ tiêu khó có thể đi lên trong năm nay giải pháp duy nhất cho các doanh nghiệp tiêu việt nam là cần củng cố liên kết với nhà nông tuân thủ đúng các nguyên tắc an toàn thực phẩm tạo ra sản phẩm tốt nhất để đưa tiêu việt nam vào các thị trường khó tính nhất đàm phán được mức giá cao nhất